chịu khó quan sát tiếp ở video này. Thì ở đây chúng ta sẽ có như lúc trước mình không khai báo chỗ này thì nó sẽ báo cho mình một cái lỗi như này. Các bạn có thể thấy trong video trước rồi, chạy lại cho các bạn thấy, nhìn lại cái lỗi đó. Đây, các bạn thấy lỗi C4703. Thì cách sửa lỗi của nó là mình sẽ gán cho nó bằng null trước thôi. Rồi, mình sẽ gán cho nó bằng null trước để đi sử dụng nó. Và cách chèn. Bây giờ ở đây có hai trường hợp, chèn vào đầu và chèn vào vị trí bất kỳ. Thì mình sẽ sử dụng. Ở đây mình đã làm sẵn một cái ví dụ chèn vào vị trí bất kỳ rồi. Đây các bạn nha. Mình sẽ chèn số 3 và chiếc số 4 cho các bạn thấy. Số 1 và trước số 2, tức là chèn vào đầu danh sách nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhập một cái danh sách 1 số 2 này thôi. Các bạn thấy là sẽ xuất đặt mình là 1, 2. Đây. Vậy là cái hàm này các bạn chỉ cần chỉnh lại cho mình thêm một chút là cái mình gán cái con trỏ sao before này, p before này bằng null trước trước khi sử dụng nó. Đây. Bây giờ các bạn có thể thấy là nãy giờ hai cái hàm insert và insert query after p này mình đều dùng, mình đều cố chèn vào một vị trí bất kỳ để cho cái dãy được sắp xếp theo một chiều nào đó, đúng không ạ? Các cái ví dụ của mình đều phục vụ cho cái điều đó. Vậy bây giờ cái mục đích cuối cùng của mình trong cái chỗ chèn này là các bạn phải chèn vô một vị trí thích hợp để cho một cái dãy được sắp xếp tăng dần. Các bạn sẽ kết hợp cái hàm chèn vào cái hàm input đây này các bạn. Thay vì STL hay SNOT à SHASH thì chúng ta sẽ xây dựng một hàm tổng quát thôi. Đây, ở đây mình sẽ xây dựng cái hàm void insert order. List. Mình có sửa chữ list cho nên sẽ là L phải. Và một cái NOT truyền vô sao PS. Ở đây mình sẽ không có điều kiện nào cho cái tọa độ hay là một cái vị trí nào để chuyển PS nào vào hết. Mình sẽ chỉ duyệt qua trong danh sách và tìm vị trí cần chèn cái PS này vô để cho danh sách được sắp xếp tăng dần thôi. Ở đây mình sẽ phân tích một chút cho các bạn thấy. Ví dụ ở đây mình có cái P. Đây các bạn nha. P có giá trị x bằng 1 và P1 có giá trị có trỏ đến cái thằng P1 đây để x bằng 3 và nó là phần cuối cùng của danh sách rồi. Ở đây nếu như các bạn lưu ý một chút nhé, nếu như mà cái danh sách của chúng ta rỗng thì chúng ta chèn đầu cũng như chèn cuối hoặc là chèn vào bất kỳ vị trí nào thì cũng chỉ là chèn vào một chỗ đó thôi, nó vừa nằm đầu vừa nằm cuối, nó cũng là giữa luôn. Cho nên là cái danh sách đó là đã sắp xếp, nếu danh sách có một phần tử là đã sắp xếp, cho nên chúng ta chỉ xét cho trường hợp thêm cái thằng PS này vô mà thành hai phần tử thì chúng ta mới xét. Nếu danh sách rỗng thì chèn vào đâu cũng được. Rồi, các bạn lưu ý chỗ đó nhé. Rồi. Bây giờ P có x bằng 1 và P1 có x bằng 3. Mình cái PS của mình lại có x bằng 2. Vậy cái mục đích của mình muốn chèn PS vào đây. Chèn PS vào giữa hai này. Vậy mình sẽ cần xác định thằng P và P1 sao cho mình cần phải tìm cái điều kiện này. P trở đến x nhỏ hơn P S trở đến x và P S trở đến x P1 cho tới x. Hơi khó nhìn một chút, các bạn chỉ khó quan sát và nghe mình nói. Đó. Chúng ta phải thỏa hai cái điều kiện này thì chúng ta mới chèn P S đằng sau P. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần duyệt. Chúng ta sẽ duyệt đến cái giá trị P1, đến cái nốt P sao cho P1 P cho tới x
nhỏ hơn. Đây, cái điều này xảy ra này các bạn. Duyệt lấy cái phần tử P sao cho cái này điều này xảy ra. Xảy ra thì chúng ta sẽ chèn vô. Nhưng thay vì chúng ta có cái điều kiện PS này thì chúng ta chỉ cần sử dụng một nửa thôi nha các bạn. Chúng ta chỉ cần sử dụng một nửa cái điều này thôi là chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái bài này. Chúng ta chỉ cần P trở đến X nhỏ hơn PS trở đến X. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái thuật toán cho các bạn thấy rõ được cái điều này. Mình sẽ đặt thằng này là P. Mình sẽ duyệt tuần tự cho đến khi nào P này nhỏ hơn PS thì thôi, đúng không ạ? Thì là sẽ duyệt sử dụng thuật toán list. À, nó sao P chấm bằng list chấm PS. Rồi, P bằng list chấm PS. Why P thành phần trở thành phần tích vẫn nhỏ. À, P trở thành phần x. À, xin lỗi các bạn, mình phải phân tích lại phần toán này một chút. Đó là chúng ta sẽ cần không phải dùng điều kiện này mà chúng ta cần dùng cái điều kiện thứ hai cơ. Đó là PS trở đến x nhỏ hơn PS nhỏ hơn P1 thành phần x. Và chúng ta chỉ duyệt từ đầu đến danh sách thôi nha các bạn. Tức là ở trong trường hợp này thì chúng ta chỉ duyệt đến P1 và chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta không xét phía đằng sau. Tại vì trong cái trường hợp insert order này là chúng ta sẽ chèn vào trong cái lúc nhập, cho nên chèn vào trong cái lúc nhập, cho nên cái dãy của chúng ta khi nhập xong, khi nhập vào mỗi phần tử thực hiện cái lệnh insert order này, nó sẽ coi như được sắp xếp. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được cái phần tử đầu tiên, sao cái nốt đầu tiên mà PS nhỏ hơn P nhỏ hơn nó là được, PS thành phần x nhỏ hơn thành phần x của nó là được. Tức là bây giờ chúng ta chỉ cần duyệt tìm P1. Chúng ta cần tìm duyệt P1 để sao cho PS trở đến x nhỏ hơn P1 trở đến x là được. Còn đằng sau P1 thì chắc chắn sẽ lớn hơn P1. Tại vì ở đây chúng ý nghĩa của cái hàm insert order này là mỗi khi chèn một phần tử vào thì coi như dãy đó đã được sắp xếp. Chèn thêm một phần tử vào là sắp xếp ngay. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần thêm một cái là P before. Tại vì chúng ta đã, khi chúng ta đang tìm cái thằng phía đằng sau. Sao sao P before. Ở đây mình sẽ gán cho nó bằng null trước khi sử dụng, tránh bị cái lỗi như lúc nãy. Thì ypx đến x lớn vẫn còn nhỏ hơn ps thành phần x, thì chúng ta sẽ làm hai việc. Thứ nhất là gán cho con trỏ ps này bằng p, và p sẽ gán lại bằng p net. Rồi, vậy sau khi cái vòng duyệt này kết thúc thì P before sẽ nhỏ hơn PS. Và ý của mình ở đây là thầy phân tích nha các bạn. P before sẽ nhỏ hơn PS và PS sẽ nhỏ hơn P, đúng không ạ? À, P và P sẽ PS nhỏ hơn P, đúng không các bạn? Rồi, vậy chỗ này chúng ta sẽ cần một chút kiểm tra. Đó là nếu như P đang còn bằng P, nó không duyệt được một chút nào, tức là cái dãy của chúng ta nó ngay từ đầu tiên nó đã nhỏ hơn thằng thứ nhất rồi, hoặc là cái dãy của chúng ta trống, thì tức là p hit p bằng l chấm ph, tức là cái trường hợp này là thêm vào phần tử đầu tiên, hoặc là nó là cái giá trị ps đưa vô là cái giá trị nhỏ nhất thì nó phải nằm đầu dãy. Vậy cách thức đưa vào nằm đầu dãy thì chúng ta sử dụng cái hàm ss và chúng ta đưa vào L7 và PS. Vậy là xong. Đây là trường hợp thêm vào đầu
quay này này, từ cái lặp đầu tiên nó đã không xảy ra rồi, không chạy được cái nào rồi, thì mình sẽ thêm vào đầu. Rồi đây cái hình như các bạn, ví dụ như ở đây là không, cái dữ liệu được PS đưa vào của mình là không, thì ngay từ cái P đầu tiên nó đã không, nó nhỏ hơn một rồi, vậy thì nó sẽ chèn vào đầu. Và trường hợp thêm vào cuối sao, nếu như PS của mình là bằng 4, vậy thì khi duyệt hết danh sách đây, chỗ này mình sẽ cần thêm một cái điều kiện nữa là and P khác null, tức là còn cái trường hợp là P đến bằng null thì thôi, là cái trường hợp đây các bạn, là khi nó chạy đến P3, nếu như x của mình đây bằng 4, PS của mình có x bằng 4, vì khi nó chạy đến P1 hết danh sách rồi mà vẫn cứ P1 vẫn cứ nhỏ hơn, vậy thì điều này vẫn sẽ phải dừng và chúng ta sẽ chèn cái PS này vào cuối danh sách. Vậy sẽ là chỗ này L, mình sẽ dùng các điều kiện L này để giới hạn cái số lần chạy nha các bạn, để tránh cái trường hợp nó cứ xét lên xét xuống nhiều lần. Rồi L if P bằng null, đúng không ạ, tức là nằm cuối danh sách. Vậy thì chúng ta sẽ add theo thôi đúng không, add theo L nó nằm ở một vị trí bất kỳ trong dãy, nếu nó nằm ở một vị trí bất kỳ trong dãy thì chúng ta đã có P before là thằng đứng trước nó và P là thằng đứng sau cái thằng PS, vậy thì rất là dễ để chèn vô. Các bạn chỉ cần P before, thành phần net của nó sẽ bằng PS và PS, thành phần net của thằng PS này sẽ trỏ tới P. Tuyệt vời, vậy là xong đúng không ạ? Vậy bây giờ mình sẽ thử test thử nha các bạn. Bây giờ mình sẽ không xài cái hàm SQL này nữa mà mình sẽ sử dụng cái hàm insert order. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử và dưới này mình sẽ không có chèn gì hết nha các bạn, mình chỉ có input và output thôi. Các bạn chịu khó một chút tại vì nhà bên cạnh đang mở nhạc hơi ồn một chút, mình sẽ chạy thử. Bây giờ mình sẽ nhập theo một cái danh sách ngược dần ngược lại nha các bạn, thôi mình sẽ nhập một danh sách bất kỳ đi, cancel đây, nhập insert order, mình sẽ cho có lỗi thì mình sẽ ấn F5 thôi nha các bạn, để xem nó sẽ bị lỗi ở chỗ nào. 9 đây, lỗi ở ngay đây rồi, mình hiểu là chỗ này tại vì trường hợp đầu tiên là P bằng null. Cái điều kiện này các bạn cũng lưu ý một chút tại vì mình thấy các giáo viên ở trường không để ý chỗ này, mình không biết cái này lỗi là, ý của lỗi là sao, tuy nhiên trên trường hầu hết đều gõ như mình vừa rồi và mình chạy trên máy của mình đa số là đều bị lỗi, tại vì khi mình thêm cái nốt đầu tiên vào, tức là cái danh sách của mình đang bằng null, l.ps bằng null thì làm không thể truy xuất đến thành phần x của nó để mà đi so sánh với ps được, cho nên nó báo lỗi. Vậy chỗ này chúng ta nên tạo cái điều kiện này lại trước, nó set p khác, nếu p mà bằng null thì nó sẽ dừng luôn, nó không set thằng đằng sau này nữa. Rồi mình sẽ chạy lại thử để các bạn kiểm chứng lại. Thông cảm tại vì máy mình đã import một số cái video để up lên mạng cho các bạn kịp theo dõi để phòng ngày mai thi, cho nên nó chạy hơi chậm. Đây mình sẽ nhập 9 và các bạn thấy nó sẽ không bị lỗi đúng không? Còn nếu như chúng ta để điều kiện ngược lại thì cái thành phần cái P của chúng ta đang trỏ đến đầu danh sách mà danh sách của chúng ta khi chưa thêm nốt nào và nó là danh sách rỗng thì làm sao có thể chạy được cái hàm insert order này? Cái hàm insert order này đây là một cái hàm mà thầy gọi là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cái thuật toán. Thầy của mình á đã hướng dẫn cho tụi mình cái thuật toán để mình về xây dựng thêm, và trong cái điều kiện của thầy và trong cái hàm của thầy trên bảng thì có cái lỗi này thôi, mình theo mình thấy thì chỉ có cái lỗi này, không biết trong các cái trình biên dịch khác thì nó có bị lỗi này không, tuy nhiên trong cái trình biên dịch của mình thì nó sẽ bị lỗi này.
xếp, nó sắp xếp có được tăng dần hay giảm dần không nhỉ? Đấy, các bạn thấy nó đã sắp xếp cho mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bây giờ mình sẽ chạy debug cho các bạn thấy. Sau khi nó thêm một cái installer, cái danh sách của mình sẽ như này. Đây, mình sẽ đặt F5 vào đây. À, đặt cái breadboard ở đây. Rồi mình chạy thử. Chạy mình chạy F5 nha các bạn. Để cho các bạn có thể quan sát được cái list của mình. X khởi tạo, X có giá trị âm 850 mấy triệu đây các bạn. Rồi mình sẽ nhập thử cho chạy F10. Mình sẽ cho continue luôn để nó chạy đến vòng breadboard tiếp theo. 9. Thì cái list của chúng ta bây giờ sẽ chỉ có một thành phần là 9 thôi này, các bạn nhìn thấy nhá. List của ta 9. Cả PH và VTL đều chọn đến 9. Đấy các bạn, đây là cái cách các bạn kiểm tra debug. PH và VTL đều chọn đến 9 và PNS của nó đều bằng null. Rồi mình sẽ cho tại tiếp continue. Mình nhập số 1 vào. STL thì ghi ra số 9 nhập trước thì số 9 sẽ đứng trước và số 1 đứng sau luôn các bạn. Vậy bây giờ mình đã nhập cái dùng cái hàm insert order để xem các bạn có thể thấy xem cái list của chúng ta sẽ thay đổi như nào. List các bạn đặt con chuột vào chỗ list. Ở đây các bạn nhìn thấy này. 1 đã đứng trước 9. Đúng không các bạn? Ở đây mình đã dùng hàm insert order chứ không phải hàm STL hay FH gì hết. Ở đây số 1 đứng trước số 9. Vậy là danh sách của chúng ta đã được sắp xếp đúng không các bạn? Tiếp tục mình sẽ nhập. Bây giờ mình nhập số 8. Vậy thì nó sẽ làm sự giữa 198 đúng không? Đây các bạn đặt con chuột vào đây. 1. Đây các bạn nhìn thành phần 1 8 và 9. Đây. Đấy là cái danh sách của chúng ta. Rồi mình sẽ thêm một lần nữa thôi nha các bạn. Continue. Mình sẽ nhập số một con số 9 đi các bạn để cho nó trùng vào phía sau đi. Các bạn sẽ thấy cái list của chúng ta. PH 1 8 9 và 9. Các bạn thấy không? Cái danh sách của chúng ta đã sắp xếp. Đây là cái cách để mình sắp xếp một danh sách. Thì về theo mình thì dùng như vậy tại vì đây là cái hàm một cái cách mà mình nghĩ ra thôi, cho nên mình rất thích cái cách này, nó rất là đơn giản. Thay vì các bạn phải sử dụng các cái phương thức, đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách sắp xếp trên mạng và mình sẽ post cái cách sắp xếp này lên trên page và các bạn có thể quan sát nó, tải nó xuống page từ trên nguồn page của mình. Đây mình sẽ đi vô account. Đây là cái trang website môn học của trường Đại học Nguyễn Tị. Đây mình sẽ cho các bạn sao cho các bạn thấy cái phần những cái thuật toán sắp xếp thì nó dùng bubble sort hay là bubble sort với lại merge sort hay là quick sort bằng trên cái danh sách liên kết của chúng ta. Đây. Trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng cung cấp cho mình rất là nhiều tài liệu bổ ích thì các bạn có thể liên hệ và mình sẽ share cho các bạn. Đây, đây là phương pháp sắp xếp bằng trên những cái danh sách liên kết bằng merge sort. Thì cái thuật toán của nó thì rất là dài. Còn đây là quick sort. Các bạn thấy không? Nó rất là dài và rất là khó nhớ. Cho nên nếu như các bạn muốn xài bubble sort cũng không phải là vấn đề đơn giản đâu nha các bạn. Bubble sort cũng rất phức tạp. Mình sẽ cho các bạn xem cái đoạn bubble sort. Đây là selection sort. Chọn trực tiếp thôi các bạn. Nó cũng rất là khó nhìn. Thì về độ phức tạp
so với cái thuật toán mà mình vừa cho chạy reverse hay là cho các bạn xem đây, thì độ phức tạp của nó là khoảng bằng n bình phương. Tuy nhiên n bình phương, nhưng mà tuy nhiên nó ngắn gọn hơn và có thể là dễ hình dung hơn. Còn trong này thì các bạn chỉ có thể sử dụng selection sort hoặc là bubble sort đồ để cho các bạn sắp xếp một cái danh sách, thì các bạn phải tưởng tượng nhiều hơn một chút. Nó cũng không hẳn là khó đâu nha các bạn, chỉ cần các bạn chịu khó quan sát, tưởng tượng, vẽ hình ra và debug nhiều lần, mình nghĩ là sẽ được. Rồi, đây là cái hàm insert order để sắp xếp cái danh sách. Từ cái hàm insert order này mình đã nảy ra một cái ý tưởng, đó là mình sẽ cho người dùng nhập vào toàn bộ một cái danh sách và xây dựng một cái hàm tách nốt. Đây mình ví dụ ở đây mình sẽ tách cái nốt này ra, tách cái nốt số 1 này ra, mình tạo ra hai cái list, ví dụ đây là list L1. L1 thì mình sẽ tách dần dần các cái nốt của trong cái list L1 này ra và mình đặt nó vào trong cái list L2 bằng cái hàm insert order. Đấy là cũng là một cách sắp xếp. Như vậy thì mình sẽ có cái L2 này là một danh sách đã được sắp xếp luôn các bạn, nếu sử dụng cái hàm insert order. Còn cái list 1 này thì trong cái bài tập người dùng sẽ nhập list 1 như thế nào thì chúng ta sẽ xuất cái list 1 như vậy. Còn nếu như trong bài tập có yêu cầu chúng ta sắp xếp cái list 2 này, à sắp xếp cái list 1 này, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm tách nốt, lấy cái nốt đó ra, dùng hàm insert tách nốt từ trong cái list 1, lấy cái nốt đó, dùng hàm insert order truyền vào trong cái, để chèn vào trong cái list 2, vậy là được. Chúng ta sẽ có được cái list 2. Để cái hàm tách nốt thì các bạn có thể tự nghiên cứu. Mình sẽ ví dụ cho cái đoạn code cho cái trường hợp nằm ở giữa, thì ví dụ mình muốn tách cái nốt P ở giữa ra, P, P1 và P2, thì mình sẽ dùng, mình muốn tách P1 mình sẽ dùng như này, P P next, mình sẽ dùng một cái con trỏ not sound Q, mình tách cái nốt Q ra khỏi ra P, nốt P này đã được khai báo nhưng mà Q bằng P P next, tức là Q đang nắm giữ cái thằng đứng ở giữa, đứng đằng sau P. Và bây giờ mình sẽ cho P trỏ qua P next. P next sẽ bằng P, chỗ này mình sẽ là P P next và P next một lần nữa, tức là bằng Q next đó các bạn. Cái này net hai lần này thì ví dụ như đây là một cái, ở đây các bạn chỉ cần nhìn một chỗ này một chút nhé, mình sẽ không, các bạn đừng để ý những tên này. Ví dụ đây là P, mình muốn lấy thằng này ra, thằng này đến thằng này rồi đến thằng này, mình muốn lấy thằng này ra thì mình sẽ lấy con trỏ Q, Q sẽ nắm giữ thằng này và Q trỏ đến Q net thì có phải là bằng P này không, đúng là cái nốt này đúng không các bạn. Thì thay vì mình giờ mình đã tách thằng này ra rồi thì mình không lấy cái mũi tên này nữa, mình sẽ không gán P net bằng Q nữa mà mình sẽ gán xuống dưới đây trực tiếp luôn là P bằng P net, P net một lần nữa. Các bạn nhớ thế này nhé, P, P đây thằng này đến thằng này rồi mới đến thằng này, vậy P là đây, P net là thằng này và P net một lần nữa chính là thằng này. Vậy suy ra sau cái lệnh này, sau cái lệnh này thì P net sẽ bằng thằng này và chúng ta có thể lấy thằng Q này, chúng ta bỏ cái thành phần net của Q đi và chúng ta gán cái thành phần net của Q bằng null trước đã nha các bạn, tránh cái trường hợp khi nó xuất list 2 nó sẽ lẫn vào list 1 đấy. Đấy là cái lưu ý thôi. Còn các bạn phải xét thêm một số cái điều kiện là chúng ta đang cái list L1, khi chúng ta cái list 1 đấy chúng ta đã tách hết các phần từ của nó ra chưa. Nếu mà chúng ta đã tách hết các phần từ, còn một phần từ cuối cùng thì chúng ta phải khởi tạo lại cái list, đó là chúng ta gán cả ph và ptl của nó bằng null hết. Thì ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi, còn mình sẽ không đi vào cái phần code đó. Sau khi create list, sử dụng tất cả các list, cái thao tác mà chúng ta cần để ý nhất, tránh cái trường hợp chạy chậm máy, đó là delete. Thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm void destroy list, và đây là list, và chúng ta hủy cái list này.
này thì các bạn thấy P đang nắm giữ P à, bằng PS thì P đang nắm giữ khúc này, P đang bằng này. Không các bạn. Bây giờ nếu mình xóa thằng này đi. Nếu bây giờ mình dùng cái lệnh delete luôn á. Toán từ xóa là delete. Delete nó các bạn. Delete P luôn. Thì các bạn có thể thấy, các bạn có thấy là chúng ta sẽ, nếu chúng ta chưa có thằng nào giữ lại cái thằng tiếp theo này thì chúng ta delete P, thì tức là chúng ta sẽ delete mất cái con trỏ, cái thằng đầu tiên và không thể tìm lại những cái thằng tiếp theo được. Cho nên trước khi delete P chúng ta cần cập nhật lại cái PH. P đang nắm giữ thằng đầu đây rồi mà thằng này sẽ xóa đi, vậy thằng này sẽ lên thành đầu, P2 sẽ lên thành đầu, vậy chúng ta cập nhật PH lại bằng P2. Và cái bước cập nhật PH phải xảy ra trước khi chúng ta delete P, tại vì delete P chúng ta sẽ mất hết cái danh sách này. Và cách thức chúng ta sẽ chạy như nào, not sao p bằng l.ps. Mình đang gán p đang là thằng này đúng không các bạn, rồi mình sẽ dùng này while l.ps khác bằng null, tức là lp.ps cái danh sách chưa bị xóa hết đó, thì mình sẽ cho l.ph bằng l.ph vnet. Đây là cái ý tại sao mình hỏi các bạn đây là dấu bằng. Thì đây l.ph được gắn, l.ph của chúng ta đang là thằng này và l.ph rồi vnet một lần thì các bạn thành B1 rồi. Vậy mình sẽ gán đồng PS bằng P1 đây. Chỗ này PS sẽ bằng thằng này. Và mình đã có chọn con trỏ P đang giữ thằng này. Vậy bây giờ mình, công việc của mình bây giờ chỉ cần delete P. Vậy là xong. Mình đã xóa được cái nốt P này. Và tiếp tục mình sẽ lại gán P bằng L chấm PS. Thì cái này mình đang làm trực tiếp cho nên cái thuật toán có thể nó sẽ không được gọn gàng cho lắm. Chỗ này có thể các bạn gán p bằng l.ph trong đấy được. Rồi mình sẽ destroy cái clip này, mình sẽ chạy debug thử nha các bạn. Output xong mình sẽ gọi cái hàm destroy. L phải. Rồi mình sẽ đặt ở đây một cái int a, mình gán bằng 2. Cái này là để cho mình dừng lại ở chỗ sau cái hàm đi cho này thôi các bạn. Mình kiểm tra giá trị L rồi mình sẽ chạy đi bớt. Rồi mình đang chạy đi bớt cho các bạn thấy. Ở đây nó bảo đang dừng cái đi bớt ở đây thì mình cho continue, xóa cái đi bớt ra đi và cho continue. Rồi yêu cầu mình nhập, mình sẽ nhập 2, 3, 4, 5, coi như là không có vấn đề như vậy. Rồi bây giờ nó đã dừng ở cho mình ở cái chỗ breakpoint này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra L. Các bạn thấy này, L của chúng ta PH đã được gắn bằng null rồi đúng không các bạn? Tuy nhiên cái P theo của chúng ta chưa được gắn bằng null. Cái điều này nó có quan trọng không các bạn? Thì tùy vào các bạn thôi. Thì theo mình thì cũng có cũng được mà không có cũng được. Tại vì cái trong cái danh sách liên kết đơn chúng ta chỉ có chiều đi từ PH đi thôi, cho nên có gán P theo thì cũng không làm gì. Nếu các bạn muốn tạo thói quen thì chúng ta cũng chỉ cần ghi L.P theo được gán bằng null, vậy là xong. Rồi mình sẽ đi bớt lại thử một lần nữa như vậy. Các bạn thấy đây 5 6 7 8 9 0. Rồi mình sẽ dừng ở đây cho mình. L các bạn thấy này, PH và PTL đã đều được gắn bằng null đây. PH null, PTL null. Rồi, vậy đây là cái thao tác destroy, tức là hủy xóa toàn bộ danh sách luôn nha các bạn. Còn nếu như các bạn muốn xóa từng phần tử của một danh sách thì các bạn phải nắm vững cái nguyên tắc. Trước khi xóa, các bạn phải cần một con trỏ nào đó giữ nó lại đã. Ví dụ ở đây mình muốn xóa P2 này đi thì mình sẽ dùng P này.
P2 và mình sẽ gán cái mũi tên này nè. Đây mình sẽ dùng cái này. Đây mình sẽ dùng mũi tên này. Rồi. Đó, tức là mình sẽ cho thằng P1 này chọn trực tiếp qua P3 luôn chứ không đi qua P2 nữa. Cái cách thức là như vậy, mình phải cho P1 chọn qua P3, trước đó là P phải giữ địa chỉ của P2 đã nha các bạn, chứ không chúng ta sẽ không thể dùng P1 để truy xuất ra P2 nữa. Và bây giờ chúng ta cần P để giữ lấy P2 và cho P1 chọn sang P3. Bây giờ chúng ta muốn xóa P2 này đi thì chỉ cần dùng delete P là P2 sẽ bị xóa. Hoặc là nếu cái hàm tách nốt thì chúng ta sẽ chỉ cần gán cái PNet này bằng null, vậy thì chúng ta đã có một cái nốt P mới được lấy ra từ cái list này ra. Đó, cái tách nốt thì cũng tương tự vậy thôi các bạn. Rồi đây là những cái thao tác căn bản để các bạn sử dụng trên một cái list. Bây giờ mở rộng thêm một chút, mình sẽ hướng dẫn các bạn định nghĩa một cái cấu trúc sinh viên, một cái cấu trúc sinh viên để các bạn đưa vào cái nốt này. Thì thay vì các bạn dùng integer đây thì các bạn sẽ dùng một cái struct điểm, trong này sẽ có int toán lý hóa. Rồi và trong cái mình sẽ tạo một cái struct sinh viên, thì ở đây các bạn sẽ có điểm phải điểm d phải và character. Tên vuông 10 vuông phải địa chỉ 10. Đó, như vậy ở đây các bạn chỉ cần thay đổi cái int tên này, các bạn nốt ở đây sinh viên SV. Vậy là các bạn đã định nghĩa xong một cái danh sách liên kết đơn có kiểu dữ liệu ở trong đây là một cái sinh viên, thông tin của một cái sinh viên. Như vậy các bạn muốn truy cập vào trong cái toán lý hóa này thì cách thức như nào? Ví dụ ở đây các bạn sẽ có như này P, cách truy xuất thôi nha các bạn, chứ mình ghi ở đây chắc chắn là sẽ không đúng rồi. P thành phần sinh viên, truy cập vào một cái struct thì à, ở đây sinh viên là một cái biến chứ không phải một con trỏ, cho nên chúng ta sẽ dùng dấu chấm. Ở đây D, các bạn muốn truy cập vào điểm thì toán và đặt thêm dấu chấm và sẽ toán. Đó, đây là cái cách các bạn truy xuất vào một trong một cái struct. Đây là để các bạn thay đổi một cái dữ liệu thôi, chứ không nhất thiết ở đây các bạn phải đặt ở đây là integer x. Thì ở đây mình chỉ dùng x để cho các bạn dễ hiểu thôi, còn các bạn có thể sử dụng nó là một cái kiểu dữ liệu mình tự định nghĩa cũng được. Đây. Đây, video này mình làm về danh sách liên kết đơn thì hy vọng là các bạn có thể nắm vững được kiến thức về danh sách liên kết đơn. Trong cái video sau mình sẽ nói về danh sách liên kết kép, nhưng mà các bạn phải nắm vững được liên kết đơn thì mới có thể đi vào liên kết kép được.